Hiện nay, quận Liên Chiểu đã tập trung tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ trên địa bàn, bởi đây là khu vực có nguy cơ cao khi phát sinh ca lây nhiễm. Ngày 24 tháng 7 vừa qua, ngay sau khi phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là tiểu thương buôn bán cá tại chợ Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam đã nhanh chóng kích hoạt các biện pháp xử lý. Qua điều tra dịch tễ, các bệnh này liên quan đến chuỗi lây nhiễm cạn cá Thọ Quang. Chợ Nam Ô đã tạm thời dừng hoạt động. Rà soát lại các hộ dân, số liệu, số hộ, số khẩu, cái khu vực xung quanh cái khu vực chợ Nam Ô, và cũng đã là làm cái thông báo tìm người. Thì qua cái thông báo tìm người cũng đã rất nhanh chóng khai thác và truy vết những cái đối tượng F1 và F2 liên quan tới cái ca bệnh của chợ Nam Ô. Thì qua đó là cũng đã là yêu cầu các đối tượng khai báo y tế và làm các thủ tục để đưa đi cách ly tập trung. Trên địa bàn quận Liên Chiểu hiện có 9 chợ truyền thống, trong đó 3 chợ lớn là Hòa Mỹ, Hòa Khánh và Nam Ô có khoảng 2.500 tiểu thương. Ngay sau khi xuất hiện các ca bệnh liên quan đến cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn, quận đã khẩn trương rà soát các hộ tiểu thương kinh doanh buôn bán mặt hàng thịt cá tại tất cả các chợ để tiến hành xét nghiệm theo chỉ đạo của thành phố.